Xin Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày đầu năm mới, phải nói là rất nhiều các anh, các em trai ở tất cả các tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Đây, tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Một em trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa, ôm theo một đứa trẻ, phải nói là một bé trai rất nhỏ và rất dễ thương. Hiện nay về đây nhờ anh em Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được em họ tên là gì? Em tên là Nguyễn Văn Nhịp ở Kiên Giang. Em tên Nhịp hả? À? Nhịp sống hả? À? Nhịp hay Nhịp? Nhịp nhàng á. À Nhịp, ờ à, Nhịp. Nhưng mà em làm việc em có nhịp nhàng không? Tên cũng hay có. Hả? Ồ. Tên này tên thật hay là tên trong giấy hay là tên ngoài? Tên thật. Ồ. Nhịp nhiêu tuổi đó em? Em 38 tuổi. 38 tuổi nha. Em nguyên quán ở Kiên Giang. Kiên Giang. Ồ, Kiên Giang cũng nhiều ha. Rồi hôm nay em về đây cùng con trai hả? Em về với con trai. Em nói chuyện lớn tiếng được không? Em về với con trai. Con của em mấy tuổi rồi? Con em Tết được 6 tuổi. Tết 6 tuổi hả? Giờ 5 tuổi hả? À, chuẩn bị đi học nha. Dạ. Sắp đi học đúng không? Dạ. Em được mấy người con rồi? Em có thằng con ạ. Ồ, dễ thương ha. Giống y cha luôn. Hai cha con giống nhau thiệt. Giống nhau là tốt, không giống nhau là thua, không giống nhau phải kiểm tra lại. Rồi em cho anh hỏi là hôm nay em về đây nhờ anh em Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Nhờ các anh em trong đội của chú Hải tìm vợ giùm em. Em cho anh hỏi là vợ em họ tên là gì? Vợ em họ là Trịnh Ngọc Huyền. Trịnh Ngọc Huyền. Dạ. Vợ em nhiêu tuổi đấy em? Vợ em 27 tuổi. Ồ. Vợ em nguyên quán ở đâu? Quê quán cùng quê với em. Gần nhà không? Cũng gần. Trước mình yêu vợ là đi bằng bộ, đi bộ hay xe? Đi vỏ. Hả? Đi vỏ là lên là đi ghe, đi tàu. À, đi tàu, đi xe lội vô. Ồ. Dạ. Vậy là vắt xe Honda trên ghe, trên vỏ đó. Phải hay xe đạp? Đi xe Honda. Ồ, hoành tráng đấy. Vợ em là 27 tuổi. Dạ. 27 tuổi là chín mấy? 27 mà em ba mấy? Em 38. 38 hả? Dạ. Ồ, với nhau cũng tương đối nhiều ha. Dạ. Em ngon vậy, quen được vợ trẻ vậy hả? Dạ. Ồ. Trước mình yêu nhau lâu không em? Cũng mấy tháng. Yêu nhau mấy tháng hả? Dạ. Em bỏ cho anh cái tấm hình để anh lấy được không? Mấy tháng là mấy tháng? Dưới quê mà 4-5 tháng à. 4-5 tháng dạ. À? Sao có người ta quen 4-5 năm mà có người quen ít mà em quen 4-5 tháng? Dạ. Mình quen như vậy đã đủ chưa? Đủ. Hay là yêu quá rồi? Yêu quá rồi. Thật yêu quá, dạ. Sợ thấy vợ đẹp quá, yêu quá là không cưới nhanh, khác dạ. Cưới mất đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Lúc trước mình đến đây là có mấy có gặp ông nào giành nhau không? Cạnh tranh nhau không? Không. Ồ, quê nhà anh mà mấy cô gái mà đẹp đẹp này thời xưa ấy. Mà yêu là mình phải đến mình canh trước. Yeah. Nhưng mà tí nha là coi chừng là bị chọi đá. Yeah. Em có bị không? Không, nào giờ vợ em không có đi đâu hết trơn á. Oh. Không biết, thật sự không biết đi đâu. Vợ em mà trước là chị ở nhà này hả? Dạ. Yeah. Vậy là mình đám cưới to không em? To. Đám cưới đi bao nhiêu cái ghe? Nhiều lắm mà. Mấy chục cái không? Ghe bự bự cũng 6-7 cái. Một cái chọi được nhiều không em? 20-30 ngự. Ui, đồng đấy. Yeah. Đám cưới vui ha. Dạ. Mình đánh nhạc sống hay là đánh hay là chơi đàn? Nhạc sống. Nhạc sống à? Dạ. Hôm nay mình tổ chức đám cưới như vậy là mình làm tiệc mấy ngày em? 2 ngày. Ở quê thường được 2 ngày ha? Dạ, vừa 2 ngày. Vui ha? Dạ. Bạn bè nhảy múa, ca hát ha? Dạ. Rồi em cho anh hỏi này, em hiện nay đang làm công việc gì? Em hiện giờ cũng đang nuôi vuông, nuôi tôm. Nuôi tôm à? Dạ. Nuôi nhiều không em? Cũng được mười mấy công. Mười mấy công là rất lớn. Một mình em hay là em mướn người? Ở nhà anh em. Gia đình em nào? Dạ. Cả gia đình luôn hả? Cha mẹ thì mất rồi, cha bị tai biến. Thế còn nằm ai? Chỗ. Những ai làm? Còn anh em với vợ em không à. Có hai vợ chồng? Dạ. Hai vợ chồng sao làm nhiều vậy hả? Nhiều ở dưới quê nhiều đó mà ít ở đó. Ôi trời, dạ. Anh nhìn nghe thì mười mấy công anh nghe đi. Mười mấy công mình đi bộ cả ngày không? Trời, mấy công có nhiều đâu. Nhiều quá. Đất của mình hay đất của ai? Dạ đất của ba mẹ mấy của em đúng ba không? Ba mẹ để lại cho em. Bây giờ mẹ mất rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn mỗi mình em và dạ. Vợ. Dạ. Và ba em. Ba em bị bệnh. Vậy là em là lao động chính. Em cho anh hỏi này, vợ em ấy là sao bỏ nhà đi? Em cũng không biết nữa. Em đi chơi về rồi. Em đi đâu về? Em đi nhà chế em chơi rồi về cái nhà chế là nhà bà cô bà gì ha? Nhà chế với dòng họ bà con á vậy đó. Gọi là chế ha. Ờ. Về thì nó nhắn tin là nó đi làm rồi ở nhà lo cho con đi.
vậy đó, tự nhiên vậy không hiểu là sao vậy. Và em trước bây giờ đã đi như thế bao giờ chưa? Chưa. Đi giấy nào giờ có biết đi đâu đâu. Nhà mình là có nhà to. Nhà này cũng được. Nhà xây hay nhà lá hay nhà đất? Nhà tường. Nhà bằng nhà cây này. Nhà mình tự làm. Ở có đủ không em? Ở đi trước làm sao anh không bự lắm. Rộng lắm hả? Dạ. Kinh tế gia đình mình ổn không em? Cũng ổn, đừng con, đừng. Thu nhập một năm ấy, anh hỏi một câu chuyện là thật sự tế nhị, một câu một năm mà em thu nhập tổng thu nhập đều đều á. Cái này... Anh cũng nói là được mùa hay là không được mùa mà nhá, đều đều được năm nhiêu? Năm thì nói chung thì mấy trăm không? Cũng đủ sống không? Mấy trăm triệu không? Không tới nổi đâu. Trăm triệu không? Trăm thì cách cũng có. Trăm là cũng ít thì. Dạ. Trăm anh thấy tùy theo mùa mình theo năm mình làm ăn được hay không. Rồi em cho anh hỏi này, vợ em ấy, là ở nhà là ai là quản lý tiền? Dạ em. Vợ em. Vợ em có thường xuyên giữ tiền không? Ví dụ mình bán buôn bán được bao nhiêu tiền đưa vợ giữ không? Hay là em giữ? Cũng có, vợ em cũng có để đó, ai muốn xài xài vậy đó. Nói chung là xài chung ha. Dạ. Vợ em bỏ nhà đi lâu chưa? Gần hai bữa nữa là 3 tháng này. Ôi giời ơi. Vậy là rất lâu rồi. Dạ. Từ tháng 10 năm ngoái hả? Tháng 10, 11 năm ngoái. Tháng gần tháng 9 năm ngoái. Ôi giời. Âm lịch. Sao vợ đi đâu mà lâu vậy? Không biết. Từ hôm vợ đi vợ có gửi tiền về nhà không em? Tết này gửi cho được nhỏ sắm đồ 2 triệu. Ôi giời, 2 triệu to quá. Mãi 3 tháng mà 2 triệu to quá em ạ. Dạ. Không biết gì cái lý do gì. Thế là gửi về là gửi đi bưu điện hả? Gửi hay gửi tài khoản? Gửi tài khoản gần nhà có tiệm tạp hóa đó. À gửi nhà khác. Dạ. Xong người ta chuyển cho em. Dạ. Từ khi mà vợ em đi đến giờ phút này, vợ em có gọi điện cho em hoặc cho con hoặc cho ba mẹ không? Có điện cho nhỏ nói chuyện 1 tiếng 2 tiếng là cúp máy gục. Nói chuyện được 1-2 câu. Còn anh em bà con gì điện là không có điện được, liên lạc được. Đến giờ phút này là ba mẹ vợ em hoặc gia đình vợ hoặc gia đình em đã biết chuyện này chưa? Có bên biết, vợ mẹ vợ cũng biết, mẹ vợ điện mà cũng nói 1-2 tiếng rồi nó cúp nó gục mất tiêu rồi, không hiểu sao nữa. Cha vợ thì điện không được luôn. Vậy là em đang nghi ngờ chuyện gì? Theo em. Chuyện em thấy vô lý chưa? Vô lý, em sợ nó bị cái gì bị khống chế hay là bị cái gì đó. Vợ em trước ở nhà là có thương em không? Thương chứ. Yêu không? Hai vợ chồng có gây lộn nhau bao giờ không? Cũng có, vợ chồng thì cũng có qua lại lớn tiếng. Em bao giờ đánh vợ bao giờ? Chưa, nào giờ từ cứ... Anh thấy em hiền nhưng mà anh hỏi vậy thôi, em có đúng không? Em có đúng anh suy nghĩ không? Cứ 7 năm giờ chưa đánh bạc tay nữa hết. Chưa đánh nhưng mà chửi nhiều ha? Không có chửi, nói không chuyện thì... em nói chuyện lớn tiếng thì có. Dạ. Ở nhà ấy là thường ai là người nấu cơm ăn? Vợ em. Vợ lâu ha? Tối vợ chồng mình, cái thời gian mà trước khi thời 3 tháng này là hai vợ chồng có ngủ chung không? Có gây lộn không? Chờ trước khi đi á, có nói lớn tiếng một câu hai câu à, đâu có nóng nổi nào đi đâu. Thế tội. Ngồi kia đi con, ngồi kia chơi đi chưa con. Ngồi đây mày, ngồi đây chú ghi hình tìm mẹ cho. Thế khổ. Vợ đi có đem theo tiền bạc đi không? Cũng không có đem gì. Cũng vài triệu với cộng dây cỡ 7-8 triệu gì đó. Ồ, vậy thì cũng ít, đâu có nhiều đâu ha. Vợ em đi hôm đấy là con em theo xe không? Dạ em đâu có biết chạy xe đâu. Lại không biết chạy xe nữa? Dạ. Ôi trời đất. Vậy đi bộ à? Vợ em đi buổi hôm đó là cách nhà 3 tháng là sáng hay tối hay chiều hay đêm? Đi sáng. Sáng sớm? Sáng cỡ 8 giờ. Hôm nay em đi đâu? Em đi chơi có khoảng đâu 8 giờ. Đánh... Là em về? Đi về có khoảng đâu gần 10 giờ gì đó, 9 giờ mấy còn 10 giờ. Không thấy ở nhà tính đâu đi đâu không à. Em có sợ vợ vấn đề nhưng mà đến giờ phút này đâu phải mất tích đâu đúng không? Yeah. Bởi vì mới Tết rồi mới gửi tiền mà. Yeah. Thì đâu phải mất tích. Nhưng có điều mất bỏ đi một cách bí ẩn. Bí ẩn, cái này là bỏ bí ẩn không. Em hiểu, có nghĩ không? Rằng là vợ em gặp một người đàn ông khác đẹp trai. Có thể là hiền hơn em. Mà có thể là nhiều tiền, là dụ. Chắc không có. Không có hả? Có sao vợ em đi đâu ở kỳ ở 3 tháng? Vợ em ở nhà có thương con không? Thương con chứ, con phải thương chứ. Ồ, con thương mà 3 tháng này không thương. Em thấy lạ 3 không? Tháng này lạ lắm, sao? Em có nghĩ ai bắt cóc vợ em không? Chắc không có ai bắt cóc. Em nghi ngờ nó bị cái gì. Em nói chuyện lớn tiếng được không? Em nghi ngờ nó bị cái gì á, em thì cũng đi coi thầy cái này cái kia là nó bị bùa gì rồi.
thầy chưa, bị thầy coi thầy coi chưa? Coi rồi. Hết nhiêu tiền rồi? Coi cũng người ta cũng mặn giùm phải không à? Thầy nói làm sao? Thầy phán đang ở với ai? Bùa. Anh là anh phán bùa rồi đó. Anh phán là thầy bị là em vợ em bị bùa rồi. Thế còn thầy phán xem có đúng hay không? Thầy phán sao? Thầy nói gì đó, bị bùa rồi. Anh phán là vợ em đang bị một ông thầy rất cao tay. Nhưng ông thầy này cũng trẻ trẻ thôi. Dạ dạ. Tướng ông này cao, trắng trẻo. Ông thầy này nói chuyện rất ngọt. Em nghĩ có đúng không? Anh phán đúng ông thầy không? Ông thầy nói như vậy không? Hay ông thầy nói làm sao? Bây giờ em cần yểm bùa anh yểm chưa? Anh gặp thì anh mới yểm được. Thầy nói gì? À, bây giờ anh nói chuyện vậy thôi. Dạ. Thực sự là vợ em không có bùa ông này. Dạ. Anh nói chuyện ở đây là không phải áp đặt vợ em. Dạ dạ. Nha, anh nói chuyện đây không phải định hướng cho em đi hướng khác. Dạ. Nhưng có thể là em vì em quá yêu vợ. Dạ. Em không nghĩ được nha. Dạ. Hoặc em quá tin em không nghĩ nha. Dạ. Rất nhiều câu chuyện, rất nhiều anh trai hoặc em trai về đây phải nói chia sẻ tin vợ, tin tuyệt đối. Có thể sống với nhau 2, 3, thậm chí 40 năm. Dạ. Nha. Còn của em mới 7 năm à. Yêu tuyệt đối. Giao toàn bộ tài sản cho vợ. Nhưng đến giờ phút này là không còn miếng nào hết. Giờ phút này té ngửa ra là ngã ngửa rồi. Và cả cha cả con là té ngửa rồi. Mà vì vợ ôm hết đi luôn người khác. Anh hỏi em là nhiều người phụ nữ là 5, 60 tuổi nằm thì có ai bị bùa. Đúng không? Dạ. Yeah. Mà bùa chồng thì mới về chứ, con bắt phải về chứ. Nhưng bây giờ tiền tài sản giao cho người khác ta rồi. Giao hết cho người nhân tình rồi. Mình giao cho vợ, con cũng giao cho mẹ. Mẹ thì ôm cho người khác, nuôi người khác. Thì đấy là gọi là bùa. Dạ. Đúng nhỉ? Vì vậy cho anh đang nghĩ là em có thể là em hiền quá. Em ít nói chuyện đúng không? Anh thấy em ít nói chuyện. Dạ. Anh nói chuyện rất nghiêm túc. Anh nhìn qua thoáng qua là anh biết em hiền. Hiền nhưng mà em có thể em hơi cục tính. Em có cục tính không? Cũng có. Đó, ừ, dạ. Anh nhìn anh biết mà. Anh không phải chuyên gia tâm lý nhưng mà anh nhìn người anh biết nhìn người. Dạ. Tất nhiên là nhiều cái nó không phải đúng tuyệt đối nhưng mà nó cũng tương đối rồi. Anh nói chuyện đây là hy vọng là em suy nghĩ em sáng suốt xem anh nói cái gì đúng và cái gì sai để tự em có kinh nghiệm trong cuộc sống. Anh không có dạy khôn ai hết nha. Bởi vì anh đã từng va chạm, anh đã từng thấy hoặc anh đã từng gặp. Đó. Vì vậy anh thấy em có thể em rất hiền, đôi khi em rất ít nói chuyện với vợ hoặc là mình không nói chuyện với những từ ngữ yêu thương ngọt ngào hoặc là ít tâm sự. Ví dụ nhiều khi là vợ em cần em tâm sự nhưng mà đôi khi em không tâm sự, em mãi công việc hoặc em mãi đến nhà nọ nhà kia chơi. Em để vợ một nhà một mình nhiều khi nó buồn. Những lúc trống trải như vậy là vợ lên mạng hoặc là vợ gặp ai đó vô tình thôi, gặp một người đó là ưng ý. Phụ nữ nó lạ lắm em ạ. Đang sống với mình rất bình thường nhưng mà vô tình gặp một người nào đó chỉ cần một cơn gió thôi. Từ lúc đó là người ta nhắn tin qua lại. Mà vô tình gặp đúng cái người đàn ông người ta thích vợ mình. Hoặc một người nào đó khác phái, người ta tấn công vợ mình liên tục. Người ta nói những từ yêu thương vô cùng ngọt ngào. Có thể mình sống với vợ 7 năm qua mình không nói là một từ nào như vậy. Nhưng người đàn ông có thể người ta liên tiếp, người ta nói liên tục. Hết ngày nào qua nó sáng đêm vậy. Em ạ. Vì vậy vợ mình thuộc dạng bị tẩy não. Đó là bị bùa. Sau đó thì vợ mình quyết định đi gặp người ta thử một lần để xem sao. Quyết định đi gặp thử. Và đi gặp thử mà đến khi gặp thử mà thấy ngon quá. Hoặc vì lý do nào đó không dám về nữa. Lỡ sai, hoặc lỡ chót dại, hoặc lỡ say nắng, không dám về. Đến giờ phút này âm thầm. Chứ vợ em anh khẳng định với vợ em không ai bắt vợ em hết. Anh đảm bảo là vợ em thì anh nhìn này này. Anh nhìn này, với con mắt anh nhìn này không biết có đúng không. Nhưng mà vợ em nhìn bên ngoài rất dễ thương đúng không? Yeah. Tướng cũng cao đúng không? Vợ em tướng này nhìn anh nhìn ấy, từ vần vai lên anh nhìn là tướng rất cao. Đúng không? Khuôn mặt đẹp, mũi cao. Đúng không? Yeah. Dễ thương. Cười duyên. Đó. Ê, nhưng mà vợ em như này người ta thường nói là vợ đẹp là vợ người ta. Vợ đẹp ấy. Yeah. Nhưng mà đôi khi mình thiếu quan sát hoặc là mình thiếu tỉ mỉ. Yeah. Là vợ mình bị người ta dụ. Anh đã nói như vậy là không phải ai cũng như thế cũng bị dụ. Yeah. Em hiểu không? Yeah, yeah. Nhưng mà nhiều người bị dụ, dễ bị dụ. Bị say nắng. Yeah. Chứ không một lý do gì anh hỏi là em có thương vợ không? Vợ thương em không? Có, hoàn toàn là hai người đều được thương nhau. Yeah. Chắc chắn là phải thương nhau mới có cuộc sống rất tốt đẹp 7 năm qua, không gây lộn. Yeah. Nói chung là không xảy ra mâu thuẫn lớn. Yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng đến giờ phút này vợ em vì lý do nào đó mà không thương con nữa thì em hiểu rồi. Có nghĩa là người ta quá say người đàn ông khác. Yeah. Người đàn ông không khác, người ta có thể người ta làm những gì đó mê mẩn. Nha. Yeah. Anh nói như vậy để cho em hiểu hơn cái câu chuyện này. Yeah. Anh chưa khẳng định là vợ em đi theo người đàn ông khác. Yeah. Nhưng mà ở đây nó có rất nhiều lý do vợ em chắc chắn là sẽ đi theo người đàn ông khác thời gian quá dài rồi. Có thể trước đây vợ em chưa đi bao giờ cả. Yeah. Nhưng đến giờ phút này 3 tháng qua vợ em đi luôn. Yeah. Đó. Anh thấy em rất hiền, có thể là em rất ok đó. Đấy, nhưng mà em ít nói chuyện nó cũng là một cái yếu điểm của mình.
đôi khi vợ em lại không thích em ít nói chuyện. Vợ em có tâm sự vậy bao giờ không? Những người ta im này là nó khó. Thà rằng vợ em thường xuyên tâm sự với em, anh em thấy anh ít nói chuyện, anh không tâm sự với em, hoặc anh ít trò chuyện với em thì em còn hiểu được. Nhưng đôi khi vợ em không nói chuyện, hoặc là vợ em thấy như vậy là vợ em im luôn. Những lúc chống trả như vậy là vợ em sẽ tìm một hướng khác để có người bầu bạn để trò chuyện, đúng không? Bởi vì anh thấy là cái cuộc sống của em là ở ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài vuông tôm, có thể ít tiếp xúc với người khác, đúng không? Ít va chạm bên ngoài, mà đặc biệt là vợ em không biết đi xe, vì vậy cho nên vợ em chắc chắn không ngoại giao bên ngoài xã hội, không giao lưu. Dạ đúng. Chính vì lý do như vậy là vợ em sẽ xem trên mạng, xem trên điện thoại, mà điện thoại nó cả một thế giới mà, đúng không? Dạ. Vì vậy nên vợ em có thể là bị người ta dụ, hoặc là gặp người ta trò chuyện qua lại. Vợ em có chơi trên mạng không? Có. À. Chơi bằng cái gì? Facebook hay Zalo hay là gì? Facebook, Zalo gì cũng có. À. Vợ em có TikTok không? Có. Nhiều bao nhiêu người follow rồi, em biết không? Em không biết. Không biết luôn. Em có chơi không? Không. Đó. Em là vụ này không biết luôn. Đó. Vì vậy cho nên anh nói là chỉ có đúng không sai đâu. Nhưng mà thôi, dù gì thì dù. Nếu vợ em có say nắng, say mưa gì thì chẳng nữa. Nhưng mà anh thấy em là một người rất hiền, con em rất đẹp. Dạ. Rất dễ thương. Hy vọng là vợ em đi đâu đó thì đến 3 tháng là cũng đủ rồi. Dạ. Cuộc sống như vậy là cũng đủ trải nghiệm. Hy vọng là vợ em xem được cái cuộc trò chuyện này. Và nếu vợ anh nghe, vợ của em nghe được cái cuộc trò chuyện mà anh phỏng vấn trực tiếp với em, anh nói chuyện anh đưa ra những lý do vô cùng rất đúng và rất chính xác, để vợ em suy nghĩ lại. Hy vọng là vợ em hãy quay trở về với em, với con, với gia đình em ạ. Được không em? Được. Trong 3 tháng vừa qua em đã từng đi tìm vợ chưa? Em chỉ tìm đủ mọi cách để tìm. Em tìm ở những đâu? Trời, kiếm điện tất cả người thân. Em nói chuyện lớn tiếng lên em. Tìm tất cả người thân của vợ em luôn á, nhưng mà không ai liên lạc được vợ em hết. Nên cũng em cũng đành. Gia đình vợ em có tìm phụ em không? Thật sự vợ em có, nhưng mà không có ai liên lạc được vợ em hết. Vợ em đi có đem theo điện thoại không? Có. Hiện nay Zalo, Facebook hay là trên TikTok vợ em còn xài không? Zalo, còn hoạt động không? Zalo thì còn. Vẫn hoạt động. Nhắn tin có trả lời không? Không, chặn em hết trơn này. Không trả lời. Dạ. Chặn luôn. Dạ. Số, thế điện, còn, số điện thoại điện thì đổ chuông chứ không có bắt máy. Không nghe máy. Dạ. Không thèm nghe. Thế còn trên TikTok hiện nay còn lên tích xanh không? Còn lên xanh không? Có xuất hiện không? Em không biết, chặn em không có biết đâu. Chặn. Em sẽ lấy máy khác em kiểm tra. Dạ. Lấy máy khác tìm. Người nhà em có tìm không? Có tìm phụ những cái cách đó không? Nói chung người nhà em thì cũng... Vợ em trước đây là em đã bắt gặp vô tình nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó chứ? Không. Hoàn toàn em không biết. Không. Những lúc em đi làm thì vậy là hai người thường xuyên đi làm chung không hay là riêng? Vợ em ở nhà không à, vợ em ở nhà không có làm gì hết trơn. Ồ trời, anh chỉ tưởng hai vợ chồng nuôi tôm chung. Ở nhà chứ dọn dẹp nhà nấu cơm không à, chứ không có làm cái gì hết trơn á. Em tiếp tục câu chuyện tiếp theo đấy, vừa rồi có một anh trai. Dạ. Cũng Kiên Giang thì phải. Vợ đi có 9 lần này. Cũng như em ấy, để cho vợ nấu cơm ấy mà. Vợ nấu cơm thì vợ mới rảnh. Em ạ. Vợ rảnh thì vợ đi mấy người đàn ông khác. Ôm nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều lần. Còn em thì vợ chưa lấy tiền đi đúng không? Mà nhưng mà bỏ lại con cho mình. Em có sợ vợ bỏ luôn không, mất luôn không? Em có sợ không? Trong 3 tháng qua em suy nghĩ chưa? Em có suy nghĩ là một ngày nào đó em phải lấy vợ khác không? Chưa suy nghĩ điều đó? Chưa. Hả? Chưa. Thế em suy nghĩ là sao? Em đang suy nghĩ vợ em đi đâu? Em nói thật, em đang suy nghĩ vợ em đi đâu? Làm gì nào? Nói chung em cũng chưa có suy nghĩ gì. Vợ em, anh hỏi thật em này. Vợ em đi này này, em buồn hay em vui? Buồn chứ. Buồn. Trời, tháng mấy tháng nay là ngủ ngơi không được. Nước mắt chảy hoài. Cố gắng em ạ. Anh biết là em cố gắng, cố, anh biết là em cố lén cảm xúc trong thời gian này. Anh biết, anh nhìn anh biết này. Em không phải là vui đâu. Anh hỏi như vậy thôi. Dạ. Em rất buồn. Cố gắng lén cảm xúc để cho giọt lệ nó không rơi, đúng không? Nhưng mà em thực sự giờ phút này em rất thương vợ, đặc biệt em rất thương con, em chưa hiểu chuyện gì đến với vợ mình. Nhưng anh cũng mong rằng vợ em xem được cái cuộc trò chuyện này. Đến giờ phút này trong 3 tháng vừa qua chắc chắn là vợ con của em rất nhớ mẹ, đúng không?
Con của em anh thấy là nó đang có dấu hiệu như kiểu gần như là trầm cảm rồi đó. Đúng không? Rất buồn. Bé ngồi mà không có nói chuyện. Mà mặt rất là lạnh tanh tanh luôn. Con của em có bao giờ gọi mẹ không? Nó giận mẹ đó. Giận mẹ. Đó anh thấy không? 3 tháng mà một đứa trẻ nhìn em hình dung 5-6 tuổi nó hiểu hết chuyện em ạ. 3 tuổi nó hiểu rồi mà 5-6 tuổi nó hiểu hết rồi. Mà đến giờ phút này vợ em đi mấy tháng trời như vậy. Em thấy một đứa trẻ nó hiểu như vậy nó có đáng giận mẹ nó không? Đúng không? Trước đây ấy, là vợ em ở nhà thường xuyên chăm sóc cho nó. 3 tháng vừa qua là mất tích rồi. Vợ nhà, vợ chăm sóc mà em. Đúng không? Đi làm này kia vợ nhà. Ừ. Bây giờ em là bản thân em là gọi là gà trống nuôi con. Đúng không? Vừa là trụ cột chính, vừa là phụ ba mình hiện nay đang bị tai biến luôn. Dạ. Và là vừa phải nuôi con nhỏ mà vừa phải nuôi tôm. Dạ. Mà vừa phải lo kiếm tiền mà vừa phải suy nghĩ vợ đang ở đâu. Thực sự rất tội. Quá thường. Em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được cái cuộc trò chuyện này. Để vợ em suy nghĩ lại, vợ em cố gắng quay trở về. Em nói đi. Em hãy nói bằng tình cảm yêu thương của em. Tất cả những gì tình cảm của em dành cho vợ. Em hãy nói chuyện trên video này. Em, hôm nay anh tới nha. Được đến đây quay hình, dắt con đi. Anh với con rất nhớ em, mong em hãy về nhà với cha con anh. Anh rất thương em nhiều. Em có hy vọng cái cuộc tìm kiếm này hôm nay em và con từ Kiên Giang về đây phải là trên 300 km, để hy vọng là các anh em được chứng minh ghi hình và đăng thông tin này và sớm biết được thông tin chính thức vợ em đang ở đâu không? Em hy vọng cái cuộc tìm kiếm này sẽ thành công không? Dạ em mong mấy anh em rất là em đến đây là em trông chờ mong rất là mong luôn. Anh cũng hy vọng là đăng tải video này các cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin chính thức vợ em đang ở đâu thì mọi người có thể liên hệ báo tin cho các anh em miền Trung Bình Dương. Anh thấy em là một người đàn ông vô cùng rất hiền. Đó. Mà vợ âm thầm bỏ đi như vậy. Thà rằng ví dụ vợ em không yêu em nữa thì cũng phải nói chuyện với em đúng không? Dạ, có gì nói đại tiếng, giáp mặt với nhau nói. Để cho mình không phải tìm nữa, dạ. Để cho mình có hướng để ví dụ ai là người nuôi con, đúng không? Ở đường ai lấy đi, phải không em? Dạ. Mà đi thì thực sự là rất buồn. Đi mà không phải không biết lý do nó ra sao. Đó. Chưa biết là phương trời nào luôn. Rồi hôm nay em và con về đây nhờ anh em Chí Minh Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội tìm vợ em không? Thì em đã đến đây thì em đã chấp nhận điều đó rồi. Đó. Dạ. Thật sự rất tội. Em thấy là trẻ, đứa trẻ, những đứa trẻ vô tội mà hiện nay chưa biết mẹ đâu. Rất thương. Tội nghiệp đứa trẻ quá. Con cho chú hỏi mẹ con đâu con? Con, mẹ đâu? Mẹ đâu con? Con trai, con tên gì? Con tên gì nói? Ở nhà nó hay nói chuyện không em? Nó cũng giận. Giận không nói chuyện hả? Con tên gì con? Nói đi. Chú hỏi. Chú nói đi rồi đi về. Nói rồi chú về. Con tên gì? Con khóc rồi. Nói con tên Chí Vĩnh nói đi. Bé đang giận. Nhỏ mà biết giận. Đó, em. Này là em gái sinh ra đôi con mang lặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đến giờ phút này nuôi con. Và nên là đến tầm am hiểu biết mà em lại bỏ em đi. Hy vọng là em gái này nếu xem video này em hãy quay trở về cùng gia đình. Vì lý do nào đó em không về được thì em hãy liên hệ cho các anh em thị trấn Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ tìm cách để giúp em quay trở về với chồng với con của mình. Thực sự rất tội, rất thương. Thôi cuối video này anh xin phép được thay mặt các anh em Việt Trung Dương anh kính chúc em cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Yeah. Hy vọng đầu xuân năm mới thì vợ em xem được video này, vợ em cũng cảm nhận được cái tình yêu thương của gia đình như thế nào. Vợ em sẽ sớm quay trở về cùng em, đặc biệt với con của em nhé. Rồi chúc em thượng lộ với nha. Dạ kính thưa cô chú chị bạn, để tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Cái câu chuyện này em trai hiện nay về đây nhờ anh em Việt Trung Dương ghi hình đăng tin tìm vợ, đặc biệt là vợ rất trẻ rất đẹp. Không hiểu lý do nào đó vợ đi đến giờ phút này 3 tháng một chục qua, bỏ lại chồng và bỏ lại con.
trong 3 tháng vừa qua phải nói là rất bơ vơ, rất tội. Chồng và con hiện nay đang âm thầm lặng lẽ đi tìm. Con thì đến giờ phút này cũng gần như là bé, rất giận mẹ. Nếu em gái xem được video này thì em gái quay trở về gia đình. Các cô chú chị nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913785858. Cuối video cho phép công trần trên thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị em ạ trong những video tiếp theo. Xin kính chào em.